xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Trước mặt chúng ta đây là khu cầu Bông. Ta đang đứng bên đây đường là con đường Lê Văn Duyệt, và đi qua bên kia là khu Tân Định. Hôm nay mình sẽ đi lòng vòng ở các khu xóm đường Đặng Tất, rồi khu xóm Chùa. Ngay đây là dốc cầu Bông, con đường Lê Văn Duyệt cũng như con đường Đinh Tiên Hoàng cũng đã qua bao lần thay đổi tên đường cũng như nâng cấp rất là nhiều những cái hạng mục ở trên đường này, và con đường ngày nay cũng được nâng lên khá là cao so với ngày xưa. Nên thành ra khi mà chúng ta đi ngang cái khu vực này, thấy có những căn nhà nằm lọt ở dưới giống như là cái khu tầng hầm vậy đó. Như đây chúng ta thấy là có cái lối để đi xuống nhà nè, giống như là ở dưới cái tầng hầm của cái tuyến tàu metro vậy đó. Và có những cái bảng nè, tầng hầm cho thuê, có cái cửa ngay chỗ cái vỉa hè đó. Những ngôi nhà giống như là ở nước ngoài vậy, cho thuê tầng hầm vậy đó. Mặc dù đó là cái tầng trệt nhà người ta đó ha. Đây là cây cầu Cầu Bông đi qua khu Tân Định. Hôm nay mình sẽ vòng qua lòng vòng các khu Đặng Chất, Đặng Tất, rồi Nguyễn Lâm Nguyễn ha. Ngay chỗ dưới chân cầu Bông này có một cái quán vịt quay, heo quay Quỳnh Ký, cũng rất là có tiếng ở ở Sài Gòn này, ở vườn Tân Định này. Đây là con đường Trần Quang Khải, mình sẽ quẹo phải, nếu quẹo trái là ra Đa Cao, còn đi thẳng là ra Hiền Vương ngày xưa, cũng như là con đường Võ Thị Sáu ngày nay. Chúng ta đi con đường này rất là mát mẻ. Với con đường Trần Quang Khải ngày hôm nay thì không biết cô chú anh chị có thấy xa lạ không? Ngày nay con đường cũng rất là đẹp ha. Dạo này thì Sài Gòn cũng có rất là nhiều những cái thông tin về các trung tâm thương mại, về kinh tế, trong đó có Bắc Sình. Trung tâm thương mại Bắc Sình thì nộp đơn tuyên bố phá sản do là nhiều năm thua lỗ, không đủ khả năng để bám trụ nữa, gồng hết nổi. Chúng ta sẽ quẹo vào cái khu bên phải để đi đến những khu đường, những con đường xưa ở phía bên phải đây. Ngày xưa theo lời chia sẻ của cô chú anh chị thì đó là những cái đầm lầy, cái đầm rau muống, nhưng mà ngày nay thì đó là khu nhà rất là đẹp, rất là đắt tiền rồi, không còn những cái đầm rau muống như ngày xưa nữa. Ở đây cũng có những cái đình ở trong các khu xóm hẻm. Bây giờ là khoảng 2:30 chiều, 3 giờ chiều quá. Ở khu Tân Định này chúng ta thấy có cái đường Trần Quang Khải này mát mẻ ha. Đây quẹo qua Trần Khắc Chân nè,
Ở đi thẳng thì lên Hai Bà Trưng. Đó, thẳng hướng này là chúng ta ra Trường Sa, Hoàng Sa. Đó, rồi đi thẳng qua bên kia thì qua khu miếu nổi Phan Xích Long đó. Nhưng mà mình không có đi thẳng được, tại vì có con lương chắn ngang. À, đây mình sẽ quẹo trái vào con đường Đặng Dung. Con đường Đặng Dung rồi Đặng Tất. Khu xóm Họ Đặng ở đây. Ở đây có một khu nhà mà có một hàng bông giấy rất là đẹp và thu hút rất là nhiều các bạn trẻ lại đây chụp hình. Lại chụp hình rất là đông và người ta phải dán một cái bảng gọi là hạn chế tụ tập rồi làm ồn khu xóm. À, giống như là ở khu đường 136, hẻm 136 Lý Chính Thắng vậy đó. Rồi các bạn lại đó chụp hình rồi check in rồi được lên đó được mệnh danh là khu khu xóm Hàn Quốc. Mà em tới đó rồi em thấy có giống Hàn Quốc gì đâu ta, không biết giống chỗ nào. Con đường này em thấy nhà đẹp ha. À, đây có đường Trần Nhật Duật nè. À, mình đi tới cuối đường xong rồi mình quành trở lại. À, ở đây những con đường ở đây là những con đường bàn cờ đó. Quay trở lại khu xóm Đặng Dung, Đặng Chất, Đặng Tất, Trần Nhật Duật, Nguyễn Lâm, Trần Quang Hải, họ Trần với họ Đặng ở đây quá trời. Sài Gòn trời rất là nóng, hôm nay nhiệt độ tương đối là đỡ hơn hôm qua đó. Nhiệt độ bây giờ là 35 độ, do là có hôm nay có mây che đỡ nắng, nhưng mà tiêu UV cũng rất là cao. Ở đây đường Nguyễn Văn Nguyễn, xin lỗi anh chị nãy giờ nói là Nguyễn Lâm Nguyễn, khu xóm chùa. À, đi quẹo thẳng vô đây là khu xóm chùa nè. Nguyễn Văn Nguyễn. À, đây có khu cư xá. À, mình quẹo vô khu cư xá này thử. À, khu cư xá này chắc mới vừa có đưa tiễn cái đám tang, thấy dễ tiền rải quá trời luôn. Ủa, sao là Nguyễn Hữu Cảnh này? À, số cũ là Nguyễn Hữu Cảnh hả? Số 6 Nguyễn Hữu Cảnh. À, và đây là đường mới là Nguyễn Văn Nguyễn. À, ở đây đi thông ra Trường Sa luôn hay sao? Ồ, Hoàng Sa chứ. Rồi, đây có ngôi nhà mát ha. À, cây mộc các tầng luôn. Nó quẹo qua đây. À, đây là khu cư xá Nguyễn Hữu Cảnh. Tại vì có mấy cái bảng người ta để tên cũ đó. Cư xá Nguyễn Hữu Cảnh. Ngày nay là Nguyễn Văn Nguyễn rồi. Không biết anh chị có những ký ức gì về khu Nguyễn Hữu Cảnh này hay không. Quay trở ra là
có một ngõ ra và một ngõ vô. Ở bên đây là ngã ba đường Đặng Tất với lại Nguyễn Văn Nguyễn. Đường Đặng Tất có cái hàng bông giấy rất là đẹp nè, cây bông giấy rất là lớn luôn á. Còn bên đây có một cái nhà bỏ hoang, không biết ngày xưa là cơ quan gì hay sao, ổn quá. Ở đây là làm cái bãi xe cho các hàng quán ở đây. Ở đây có vàng bông giấy, bông giấy đẹp không. Yên bình hai bên luôn, dãy bên phải bên trái đều có. Rồi người ta ở đây người ta phải để cái bảng này, cái bảng trắng trắng này. Vui lòng không đậu xe. Ra đây là Trần Nhật Duật. À, đây là ngã tư Trần Quý Khoách. Đi vô đây là khu xóm cuối đường. Những con đường đây như là đường bàn cờ vậy đó, chạy vòng qua vòng lại, chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống. Đi vô giáp khu này luôn, mấy bữa cũng có đi nhưng mà đi chưa có giáp đó. Hôm nay là đi full luôn ha, phiên bản 2023 rồi, đi cho trọn vẹn cái khu Tân Định, khu Đặng Chất, Đặng Tất, Đặng Dung, Nguyễn Văn Nguyễn, Trần Quý Khoách. Đây có nhà có cái dạng cửa nhìn nó xưa xưa là sao đó. À, giờ thấy nhiều chỗ sửa nhà quá, thấy cảnh sửa nhà là thấy mệt mỏi. Nếu mà vừa ở vừa sửa thì trời lau nhà khùng luôn. Thà có căn khác bàn giao cho đơn vị sửa chữa đó, người ta làm cái gì người ta làm đúng cái yêu cầu thiết kế thôi, rồi thuê cái đội vệ sinh lại làm cho sạch sau khi hoàn thành rồi là vô ở. Chứ vừa làm vừa sửa vừa ở mệt mỏi luôn á, lau nhà khùng luôn. Đây là đường Nguyễn Văn Nguyễn đi vô khu xóm chùa nè. Mấy bữa có cô chú anh chị yêu cầu tìm người thân ở khu xóm chùa, nhưng mà ngày nay thì khu xóm chùa nó cũng có nhiều sự thay đổi và nhiều người cũ cũng không còn ở đó. Bây giờ đa phần là người mới này đã hỏi những thông tin ngày xưa như người ta cũng không biết. Đây là con đường Trần Khánh Dư,
con đường rất là mát, có những cây cổ thụ. À, mùa phượng, mùa hè sắp về nữa ha, mùa hè sắp tới rồi, những cây phượng nó cũng chuẩn bị nổ bông. À, hôm nay clip này thì cũng không có gì đặc biệt, như là đi vòng vòng các khu Tân Định rồi chia sẻ anh chị ở những con đường quen thuộc, một cái clip mà nó đi nhiều con đường nhất ở Tân Định, tâm sự những cái tại vì mấy nay cũng có vài cái bình luận hay chia rẽ, mà những cái bình luận chia rẽ đó em xóa rồi. Tại vì không có muốn nhìn thấy nó xuất hiện ha. Tại vì bản tính của Lâm TV là không có muốn châm chọc ai hết, cũng không có muốn chỉ trích ai hết trơn. Khán giả là những người ủng hộ, là những người thân, không có lần tôi không có thói quen đó nên ra xin chia tay. Ở đây có một khu cũng như là cư xá cũ ha. Ở đây là con đường Trần Khánh Dư nè, chúng ta đi thẳng ra ngoài Trần Quang Khải rồi quẹo qua con đường Nguyễn Văn Nguyễn đi ha. Đi vô khu xóm chùa rồi thông ra Hoàng Sa. Bên kia có đình Phú Hòa. Ở đây mình quẹo phải, bên kia là đường Bà Lê Chân, đi ra xóm chợ. Đây là con đường Trần Quang Khải, mình sẽ quẹo phải vào con đường Nguyễn Văn Nguyễn, đi vô khu xóm chùa. Hy vọng thông qua hình ảnh này bà con cũng thấy được cái khu xóm chùa ngày hôm nay nó như thế nào. Ồ, lá dầu, cái bông dầu nó bay đó. Hồi nhỏ hay lấy bông này thảy lên cho nó bay, nó quay. Bạn đồng nhỏ cũng hay chơi cái này. Thấy ngộ. Lên tới đây là gần với Hai Bà Trưng rồi nè. Trước mặt chúng ta là Hai Bà Trưng. Đây mình quẹo phải vào con đường Nguyễn Văn Nguyễn ha. Và thẳng hướng này là đi vô xóm chùa. Đi ngang cư xá Nguyễn Hữu Cảnh. Cư xá Nguyễn Hữu Cảnh thì cũng rất là xưa rồi ha. Cái bức tường nó cũng đã xuống cấp và theo thời gian thì nó cũng bong tróc những cái lớp sơn, mà sao không thấy ai chăm chút hết trơn. Hay là do cái
cư xá lâu ngày đó, không có bộ phận quản lý rồi không có kinh phí. Rồi các chung cư cao cấp bây giờ cũng sẽ cùng số phận khi sau 50 năm thôi. Bây giờ thì còn có ga vô, còn có người bảo vệ chứ sau này thì không biết có còn hay không. Ở đây có hai cái ngã, hai cái hướng đi. Rồi mình đi hướng nào đây ta? Đi hướng bên trái đi hả? Xóm 212, hẻm 212 Nguyễn Văn Nguyễn. Hẻm này thông ra Hoàng Sa. Có một cái hẻm nữa để vô khu sấm chùa lại nữa nè. Không biết sao gọi là sấm chùa vì ở đây em thấy cũng đâu có nhiều ngôi chùa đâu ta. Đây cũng là 212 luôn. Quẹo trái là ra Hoàng Sa. Quẹo phải là vô hẻm cục. Thì nghe rồi thôi, cái video clip ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Nhân đây em cũng xin kính chúc tất cả cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.